Rồi chào anh em nha, hôm nay em tiếp tục quay giao lưu giới thiệu đến các anh em cái lô mai phôi này ha. Thân lát lượng có nè, tay cành đều nè, cây nào rễ cũng ok hết á, đế cũng đầy đủ. Bonsai có, lùng lực có, bông tàng cao còn nguyên thủy cao, riêng có. Rồi em sẽ quay đi vào cây số 1 ha. Cây đầu tiên của clip này thì em điền số là 26. Đối với cây này á, thì quái ha, cây này quái nè. Anh em nào chốt nhanh thì để mức dễ chịu cho anh em chơi luôn ha. Cây này cái hoành là 18, cao là 27. Thì cây này giá giao lưu là 700 ngàn nha anh em, 700 ngàn bao luôn phí ship. Mã số 26 ha. Rồi tiếp theo nữa là lên cây mã số 20 17 17 sách cái cây kia bính 17 đó, cây đó 27. Rồi cái 27 điền vô số gì, sửa lại mình cái số 27 ấy. Để ghi lộn 26 rồi, 27 đi, 27 đi. Đó, 27 là một cây cũ. Đúng rồi. Cây cũ đặc luôn. Lấy cái ngòi nhỏ, rồi cũ đặc luôn. Đó, cũ đã anh em, cây nguyên cái cũ luôn. Đó, cái hoành là 21, chiều cao là 52. Hoành là 21, chiều cao 52. Ủa, khoanh một cái vòng cái cũ này cái bính. Cũ này nè, hoành là 21 nha anh em, cao là 52. Hoành là 21, cao là 52. Ra ngang đây được nè, ra trên này được nè. Đó. Rồi đo vị trí cái cũ này nha. Cái cũ này là 42. Ghi đây. Đế, ghi chữ D42 đây. Đế. Đó, cái đế 42 nha. Rồi cái chiều cao là 52, hoành là 21. Đó, cái đế là 42 nha anh em, đo vị trí này nè. Đó, thì cây này nè, dáng nè, bonsai chuẩn bonsai ha ha. Ba tay cành, ba chi cành nè. Ra ngoài trong vòng cái bính, trong vòng đi. Rồi. Rồi cây này giao lưu với các anh em là giá là 1 triệu. 1 triệu bao phí ship ha. 1 triệu đồng. 1 triệu bao phí ship. Rồi, tiếp theo cây mã số 28. Lấy cây kia cái bính. Đó. Rồi, 28. Đó, bỏ lên. Rồi, cái 28. Rồi, cái 28. Đó, dáng đẹp anh em, dáng lắc lượng ha, tay cành bự nè, cành cố cành cái nào cái nấy cho bá luôn. Cái 28 nè, để đây đầy đủ. Đó, chân chịu đầy đủ anh em nha. Đó, chân chịu nè, chân đu nè, chân trống nè ha, đầy đủ ha. Đó, thì cây này đó, đẹp anh em, rất là đã ha. À, đầy đủ chi cành đầy đủ tán bay luôn. Rồi cây này có hoành là 25, chiều cao là 65, giá giao lưu là 1,6 triệu. Cái hoành 25 lượng nha anh em, chứ không phải hoành nhỏ nha, hoành 25 lượng. Rồi giá 1,6 triệu bao phí ship. Rồi tiếp theo lên cây mã số 29. Chính là cây bên kia. Rồi cái 29 đó là một cây chân trước chân sau luôn, cũng dáng bay dáng siêu này nè, dáng siêu nha anh em. Đó, cốt cành nè anh em thấy không. Đó, cành này còn nó chất lượng nha anh em. Đó, cây đang đang sống rất khỏe. Rồi cái cây này có cái hoành là 23, chiều cao là 50. Đó, chiều ba kịp cao chứ tán bay nha anh em, chiều ba tán bay vậy nè ha. À, là 50. Rồi cái này giao lưu với cái này là giá 1,5 triệu. Thôi 1,4 triệu được rồi, để 1,4 triệu, 1,4 triệu bao phí ship, 1,4 triệu bao phí ship. Cây này cái mã số 29 đúng không Bến? À, ghi 29, mã số 29, giá 1,4 triệu bao phí ship, giá 1,4 triệu bao phí ship nha. Mã số 29 này có cái hoành là 23, chiều cao là 50. Đó.
Đó. Tay cành đầy đủ, lắc lượng. Cây này anh em đóng mỗi thành đầu cành một bo vô là quá đã. Rồi xuống xuống cây. Kìa, này chưa? Thằng này chưa mà. Cho cái cây cho kia trước đi, cây kia. Mấy cây mà con thú này từ từ sau. Rồi tiếp theo là cái cây này cũng như một dáng siêu luôn, dáng siêu à, tay cành đầy đủ, đủ vị trí hết, không có khuyết chỗ nào hết. Rồi chân trước chân sau đầy đủ ha. Rồi cây này mang mã số là 30 đúng không, đúng bính à, mang mã số là 30, có cái hoành là 21, chiều cao là 75. Cây này giá giao lưu là 1.400.000, 1.400.000 nha anh em, hoành 1.400.000 nha anh em, hoành 21, chiều cao là 75, giá 1.400.000 nha anh em. 30 đúng không? Đúng rồi. Giá 1.400.000, bao phí ship. Quá rẻ. Rồi, xuống xuống lên cái cây góc bên kia nữa kìa Bính nè, cây nhỏ nhỏ bên kia trước đi. Đó, có cây góc kia, bên kia kìa. Rồi tiếp theo cái cây này cây mang mã số 31. 31, chiều cao là 36, cái hoành là 19. Đó. Chiều cao 36, cái hoành 19. Đó, anh em thấy không? Cây này rất già cây nha anh em, xù nữa nè. Xù cây này già cây rồi. Già cây lắm rồi. Đế đầy đủ ha, đế bãi tùm lum đầy đủ, đầy đủ chân nữa nè. Rồi. Có chiều cao là 36, cái hoành là 19, giá giao lưu là 900.000, bao phí ship. Cái máy xù nha anh em, xù đây. Cái mã số này, mã số 31 hả? 31, rồi. Có chiều cao là 36, cái hoành là 19. 19 là đo nông nông như này nha, đo sát lên 20 đó. Rồi, giá giao lưu là 900.000, bao phí ship. Rồi, tiếp theo mã số 32. 72 cho nốt cái cây bay lên lên nó luôn người. Đó, ra cây bay đấy. Rồi cây mã số 32. Mã 32 cũng là một cây dáng lắc lượng. Đó, uyển chuyển lắc lượng luôn. Đó, một cái ngọn nó cong một đường cái nó ngọn nó dựng dựng đứng lên vậy nè. Đó. Anh em thấy không? Đó, tay cành rất đẹp nè. Cây này quá đẹp luôn anh em. Quá tuyệt vời, cây này tuyệt vời quá. Đó. Cây này cây mã số 32, 32 đúng không Bính? Ừ. 32. Có cái hoành là 20, chiều cao là 70. À, giá giao lưu là 1.400.000, sẽ bao phí ship nha. Đế đây, đế đầy đủ. Đế đầy đủ nha anh em. Cây nào cũng có đế hết đó nha. À, đế mà chân đầy đủ, chân trước chân sau đầy đủ hết. À, chân trống chân địa chịu cứng cáp nha anh em. Rồi, tay cành đều. Cây này tay cành quá đều luôn. Đó, quá đều anh em, đó. Rồi, à, xuống cây. Cây mà xuống tiếp theo, một cây tiếp theo. Rồi, cho cây bay lượn luôn đi. Cây bay lượn luôn đi. Cây bay lượn này xong cái đợt này đem về, không ai lấy là đem với chậu qua đây, vô chậu luôn. Cây này quá đẹp mà. Rồi. Cái cây này đo cái hoành cái bính này chưa đo. Cây mã số này 33 đúng không? 33 đúng không? Đúng rồi. Rồi điền số cái 33. À, cái mã số 33. Một cái cây bồ đề này, bồ đề là anh em thấy không? Đó, bồ đề nó bảy đã không? Đó, cây này già cây lắm rồi anh em, già lắm rồi nè. 21, hành 21 ha. Ghi biết hành 21. Đó, nó rất già cây nha. Nè, chân trước chân sau bãi đầy đủ ha. Chân trước chân sau đầy đủ luôn. Nè, tàn chi trên này anh thấy không? Tàn chi nè. Tàn chi đầy đủ ha. Rồi, hoành 21 chiều cao. Đó, chiều cao Bích. Chiều cao 93. Chiều cao 93. Đó. Chiều cao 93. Cây mã số 32 hả?
Rồi cái mã số 32 giao lưu với các anh em là giá 1.500.000. Là chốt cuối cùng nha. Không anh em không hợp cả là vô chậu luôn. Hoành đấy 21 nha anh em, chứ không phải hoành nhỏ nha, không phải hoành mười mấy. Mà đế nha anh em thấy không? Đế nó bảy thì đã không? Cốt canh đây đầy đủ, không có bị khuyết chỗ nào hết. Rồi, cái này giao lưu với cái này là giá 1.500.000. Bao phí ship hoành 21, cao là 33. Rồi tiếp theo. Cho cái 34 đi. Cái này chưa ghi cái kia nữa, cái này 33 mà. 33, mã số cây mà 33. 33. Rồi tiếp theo cây 34. Cây 34 là một cây hình thú, còn hai cây cuối cùng này nha anh em. Em sẽ lên hai cây cuối cùng này nữa. Hai cây cuối cùng này nữa nè. Đó. Cây mã số. Đó. Rồi, cây này mã số 34. 34, một con thú anh em nha, một con thú. Hoành lớn nha anh em, chứ không phải hoành nhỏ nha. Hoành lớn nha. Rồi, cái cây mã số 34 đúng không? Biển số 34. Cái mã số 34 có cái hoành là 25, hoành tới 25 nha anh em nè. Một cái tay em không hết là đế nè. Một bàn tay không hết ha. Anh em nhìn làm sao mà anh em nói cái cây này mấy trăm ngàn. Đây. Nguyên cục đế nè, bàn tay không hết.